Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 2018. Đỗ Thanh Luân tôi đang có mặt tại gia đình nhà anh Thành. Anh ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng tôi đã vừa hoàn thiện xong và kê bộ ghế Minh Quốc Nghê cột 13 gồm có 7 món hàng siêu VIP vào đúng không gian vị trí phòng khách của gia đình nhà anh Thành. Tên thường gọi ở địa phương anh Cang. Ở đây trên mình quý vị đang thấy đây là anh Thành. Kim mô mà mấy gái. Đây. Anh Thành một khách hàng rất tin tưởng đồ gỗ Thành Luân, và anh đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân cho tôi. Bộ này cũng tương đối là mất nhiều thời gian bởi vì các cái hàng thửa, hàng VIP này của chúng tôi là đòi hỏi cái khâu nào cũng phải cẩn thận và kỹ lưỡng thì nó mới ra được cái sản phẩm nó đẳng cấp đỉnh cao như này. Những khách hàng nào đã đặt hàng của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi thì có thể thấy được cái sản phẩm của chúng tôi là luôn luôn mang lại một cái hình thức như là độc quyền về mẫu mã, về chất lượng, và khó có các cơ sở nào có thể sánh được kịp. Các cái mẫu mã này là chúng tôi là cho ra mắt đầu tiên trên thị trường và nó luôn luôn mang một cái phong cách là sở trường của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, không có like, không thể like đi đâu được. Cái sản phẩm Thành Luân chúng tôi là sản xuất đây rất đẹp. Và sau này vị trí chỗ này thì anh còn kê một chiếc kệ tivi còn có mun nữa. Đây, chiếc ghế dài, bộ này gồm có 7 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn, rất chi là đẹp. Cái bàn này bàn rất lớn. Bàn này thông thường là chúng tôi là làm vào các bộ 10 món. Nhưng mà theo sở thích của anh là mình thích cái bàn lớn nên là chúng tôi là làm cái bàn nó lớn, size rất đại. Và đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng đặt hàng đồ gỗ Thành Luân, và thay mặt Thành Luân xin kính chúc anh gia đình luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong mọi lĩnh vực. Và hy vọng sản phẩm của Thành Luân được kê vào vị trí của gia đình sẽ mang lại được nhiều tài lộc và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Hai anh em tự sướng gì. Nhớ okay. Nhưng mà về mà để cái clip đó luôn. Cái dạ. Ngày bữa là giờ tới Tết mà nay mà tao vẫn trôi rồi, tao phá. Thế còn gì bằng, anh cứ giao với em. Thầy Luân xin chào anh em.